Phi Nguyễn là Vietnamese Fleet Manager tại Toyota of Orange. Xin kính chào quý vị. Toyota of Orange là một nơi bán xe nhiều nhất quận Cam trong suốt 40 năm qua. 2014 rưỡi Camry LE có backup camera, xe bán chạy nhất của Toyota, giá sau khi khấu trừ 17.995 đồng. Quý vị sẽ mua được một chiếc xe Toyota ưng ý và quan trọng nhất là giá rẻ nhất quận Cam. Đến gặp cho bằng được Phi Nguyễn tại Toyota of Orange. You won't get a lemon.